You said I won't make it. You say that I'm too late. You say that I couldn't take it. You say that I'm about to break. Có một cậu bé rồi bản thân ngày nào đó xin năng. Chàng trai ở tuổi 16 đã gây ấn tượng với mái tóc xanh của ta rất chăm chỉ và hầu như không bao giờ vắng mặt. Đi vào nhà bếp thì có thể thấy hình ảnh cậu cộng lên xuống rửa bát. Chủ nhà hàng đã bảo với cậu hãy thôi mơ mộng trở thành cầu thủ, hãy ở lại để đi rửa bát ít nhất một cuộc kiếm được bàn số. Tự nhiên Van Dijk không nói gì, mỉm cười tập trung để làm việc. Cậu sẽ chứng minh nó bằng thực lực chung quy giải thích không cần thiết. Những hôm về muộn cậu vẫn dậy sớm vào sáng hôm sau tại học viện để ngoài đúng giờ. Một điểm đơn giản là gây ấn tượng với huấn luyện viên, đã có lúc nghĩ lại về lời đề nghị chiến thắng từ ông chủ nhà hàng có lẽ thật vậy khi đội bóng khỏe lại. Có cậu nhiều thứ bị lung lay, họ cho rằng Van Dijk không đủ thể chất để lên đội một vị trí hậu vệ mà cậu đã tìm lại quá chậm chạp. Chỉ có không tốt, trường hợp xấu nhất bị thể loại không kiếm được câu lạc bộ khác, bi kịch sẽ đến đối với Van Dijk quay lại lạc bại với đội chiến bại. May mắn Van Dijk không trở thành tay đồ chí kỷ niệm. Chúa đã tác động để cho cậu bé tương lai được kinh tiến, không gây ấn tượng mà theo kiểu cách thân đồ bóng đá thường làm. Xong cho thấy tiềm năng lớn của cậu thực trẻ nhờ sự đeo bám chung cấp tâm hồn thể lực nâng cấp thêm năng lượng cậu dung nạp. Van Dijk điên cuồng lao vào luyện tập tới khu đào tạo bằng xe đạp. Song song những màn thể hiện mạnh mẽ trên sân tập hoạt đội trẻ, Van Dijk được đẩy thẳng lên đội một, kinh nghiệm cũng tăng lên đáng kể. Rồi ra sân tưởng chừng cái thất vọng lần nữa anh được đá chân trận đấu đầu tiên mất lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Điều đó không ngăn được sự phấn khích của người hâm mộ đang thôi thúc lý cho là Van Dijk ghi liền hai bàn thắng chỉ trong một 8 phút. Thoạt nhìn khô khan và có vẻ thờ ơ với cái gì nhưng nếu ai tin vào điều đó là thật thì có lẽ họ đã bị lừa. Thường xuyên anh ta có bỏ tin nhạy nhận biết tất cả những gì diễn ra và đang chính xác cái diễn biến tiếp theo để chặn đứng mọi mối đe dọa. Không chỉ phòng thủ Van Dijk lang thang khúc để đối phương rồi đột nhập, hạ sẽ họ với giải kỹ thuật không hề thấp, tương lai sáng lạn bắt đầu bỏ ra thử thách lại môn thứ tháng ta 2012. Van Dijk xin chết vào đúng ngày cả tháng tư, nhưng không phải một trò đùa. Cơn đau nửa đêm đến một bài bác sĩ nhận thức được tính nghiêm trọng về cậu lo lắng trên điện thoại. Một cuộc phẫu thuật và tính rủi ro khá lớn khiến cậu phải biết gì chút tiền và tài sản sẽ để lại cho ai nếu chẳng may cậu về với địa ngục. May mắn mẹ cậu không phải dùng đến cái tờ di chúc ấy. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công và đã bị bất động trong 10 ngày, trở lại tập luyện như đi không để trong đầu những phiền muộn. 2 năm sau đạt một cột mốc gia nhập Liverpool, được cấp trở thành một đội bóng không có thể bị đánh bại. Thành tích phòng thủ tốt nhất mùa giải nhờ công Van Dijk thường mặc hai gã thống trị từ bấy lâu nay trở thành cầu thủ xuất sắc hành trình vươn lên tỏa sáng phi thường. Cậu bé rửa bát. Gã hậu vệ đền góc khiến mọi đối phương phải cẩn thận, dứt khoát trong những đường tác bóng không một chút phân vân. Đọc tình huống khi mặt đối mặt làm đối thủ phần thân. Kinh nghiệm Van Dijk những sư hoa kề anh cũng tới rõ dần dần. Nếu như Van Dijk là thằng bí kíp thì có lẽ đã thất truyền. Cơn lốc da cam là môi trường tốt cho anh nhiều thất hiện. Thời gian thi đấu anh nhiều đáng kể trận nào cũng xuất hiện. Như giờ trái đất ai gặp Van Dijk thì cũng phải tắt kể. Sao bọn nhau ưu lên một vinh quang sáng ngang. Hôm nay mới sẽ là một kỳ tích thành công của anh đạt không là ngẫu nhiên. Trước đó đã phải nhận được những lời chỉ trên trận cầu căng thẳng với những giải đấu lớn càng chặt. Chủ tịch trên thì Van Dijk đá càng hay, được trao cơ hội thì tận dụng hết mức. Thì còn lại chỉ trở bàn tay.